xin chào mừng các bạn đã quay lại với series hướng dẫn à, tạo website à, tương thiết với đa thiết bị. Ở video hôm trước thì chúng ta đã đi qua 2 phần 9 thôi, hai phần đầu tiên rồi. À, phần thứ nhất là giới thiệu về responsive là gì. phần thứ hai là cách mà các bạn có thể là kiểm tra cái website mình đã tương thiết với các thiết bị di động hay chưa. Nên ở phần à, ngày hôm nay là một cái phần rất là quan trọng. Thì à, với cái video này với cái phần này thì chúng ta sẽ đi tự tay report một cái giao diện rất đơn giản và thông qua cái việc report đấy thì chúng ta cùng nhau phân tích và cùng nhau tìm ra được cái bản chất của report là gì Rồi đây Đây là những cái cái phần mà chúng ta cần phải đi qua ngày hôm nay Đấy, đầu tiên thì chúng ta cần phải xây dựng cấu trúc uh, html của website. sai uh, thứ hai là phải xây để cho giao diện uh, thứ ba là phân tích và tiết thần response từng bước cho website sai của mình thứ tư nữa thì chúng ta phải đi tóm tắt và uh, những cái phần ghi nhớ thì chúng ta sẽ uh, nộp lại uh, thì ở đây thì uh, um, vì cái cái phần response này thì một cái phần cũng là khá là nâng cao trong uh, uh, lập trình foreign web thế nào thì uh, tôi sẽ uh, mặc định là các bạn uh, xem ở cái phần này hoặc cái phần này thì chắc chắn là các bạn đã đi qua những cái phần cơ bản rồi. Các bạn uh, phải nắm được tất cả những cái thuộc tính cơ bản của CSS phải biết được tất cả các uh, thẻ trong HTML và cách sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn rồi. À, thì khi các bạn nhuyễn những cái phần trước thì các bạn vào đây thì các bạn mới uh, OK được. Hay, vì thế những hai cái phần uh, cấu trúc HTML ấy và CSS cho giao diện này thì hai phần này mình chỉ có giới thiệu qua sơ sơ thôi. Đây thì có giao diện là có sẵn như cái giao diện hôm trước rồi à, thì cái phần này thì mình chỗ dễ thiệu sơ cho các bạn và mình à, tập trung vào cái phần 3 này đây à, cái phần report này thì mình sẽ tập trung vào nhiều nhất để đỡ khởi mất thời gian và à, trong cái cái uh, bài giảng này thì nếu như cái cái, cái cái nội dung nó dài quá thì chúng ta có thể là chia thành uh, hai cái video để các bạn có thể là uh, tiện theo dõi rồi để không phải mất thời gian nữa thì chúng ta lại bắt đầu. Đây chính là giao diện hôm trước mà mình đã review cho các bạn về cái website đã report đúng không? Đây, thu nhỏ lại. Ok. Đấy, thì đây là những cái mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm trong video ngày hôm nay. trước khi làm thì chúng ta cần phải review qua giao diện một tí đã, làm quen với giao diện này. Đây, giao diện này rất đơn giản thôi. Phần header zone là cái phần à, tôi à, gọi là đại diện những cái phần nằm ở phía trên của website. Phần header, cái vùng ở phía trên thì tôi đại diện bằng một cái hạt một như này thôi. Đơn giản. Thì trong website của bạn ấy thì bạn muốn đặt cái gì đó đặt vào thích hợp thôi. Ở đây thì tôi đang đại diện một cái cách gọi là đơn giản nhất thì các bạn à, à, dễ tiếp cận nhất như nào. Phía dưới nó là một cái thân menu. Đây menu nó có 10 cái menu. Rồi. À, phần tiếp theo. Phần content. này content gồm hai phần chính này. Phía trên là phần chi tiết của một bài viết, Đây, phía dưới các bài viết liên quan. À, bên tay trái của chúng ta là phần sidebar. Đây phần sidebar này thì à, tôi à, ví dụ ở đây thì có 5 cái cái vùng ừ. ba ở đây thì tôi cũng ở dạng tượng trưng thôi Đấy chưa nào từng vùng từng vùng thôi Cái nội dung thì tôi cũng không đưa cụ thể vào đây Ví dụ sai biển các bạn có thể ở đây là Cái vùng support chẳng hạn Ở đây là vùng những cái bài được xem nhiều nhất ở Giữa này có mên hoặc là những cái quảng cáo gì đấy Thì tùy vào sai của bạn Thì ở bên tay phải này để ở phần dễ cùng Thì tôi cũng demo một cái phần gọi là quảng cáo như nào? bên banner quảng cáo của web. Cái phần dưới cùng của website chúng ta thì uh, tôi đại diện cho cái phần footer uh, chỉ có một dòng đơn giản như này thôi. Rồi, uh, thì đấy là cái tổng quan mà chúng ta cần phải nắm cái giao diện này, nó rất là đơn giản. Uh, để như bạn uh, mà đã uh, học bài bản uh, tất cả những cái cái video tôi hướng dẫn từ cơ bản nhất uh, cho đến tạo một cái giao diện từ PD thì nhìn cái giao diện này thì nó cũng cũng chẳng có gì là khó khăn luôn như thế nào và tôi mặc định các bạn đã giỏi những cái phần cơ bản này rồi và à, tôi sẽ đi sâu vào cái việc là hướng dẫn các bạn à, cách respond thôi rồi à, để đi vào cột thì chúng ta cùng làm quen với hệ thống chúng ta hiện tại à, tôi đang sử dụng phần mềm việt cột netbin này và một cái sao. Cái cái sao ở đây là có với trăm 2 làm một cái hot ảo. Cái dự án của chúng tôi à, của à, tôi tôi tạo là có tên là response ship.net. Rồi ở đây tôi đã cạo, tạo tạo cấu trúc sẵn rồi. Đây phần HTML này là chính phần HTML mà các bạn đã thấy ở phía bên ngoài. Đúng không? À bên ngoài phần HTML index. chấm HTML này thì chúng ta còn có thể là ba cái folder chính mà khi làm bất cứ bất kỳ cái team nào thì các bạn cũng cần phải tạo ra thứ nhất là CSS này chứa những file CSS của gặp sai thứ hai là image là chứa những hình ảnh thứ ba là React, uh, là chứa uh, cái thư viện jQuery và những cái cái cột của gặp sai mình thì ở đây cũng chưa có gì cả vì uh, hiện tại thì tôi chưa có sử dụng um, về jQuery trong trong cái giao diện này nên chưa có nhưng mà để cái uh, vào những cái video sau ấy thì phần jQuery này thì tôi sẽ đưa vào và uh, hướng dẫn các bạn tạo một cái menu uh, về dropdown thì cái đấy ở video sau thì chúng ta sẽ đi làm việc cái phần đấy thì khi nào làm việc thì mình sẽ import nó vào còn hiện tại chưa thì mình đang để nó trống rồi um, Thì đấy là nhìn tổng quan còn giờ chúng ta phải đi vào chi tiết từng phần đây file đặt của chúng của chúng tôi mình giới thiệu nhanh nhé đây là đơn giản à, đi bao quân là wrapper trên dưới à, trong này mình chia thành gì đầu tiên phần header là phần tên header trên nhé rồi tiếp theo là thằng main app à, main app ở đây thế nào đây main app main app là cái thằng menu này phía dưới nữa là chúng ta có là wrapper main content thì cái phần thân này thì nó sẽ chia thành hai hai khối đúng không khối bên tay trái thì tôi quy định nó là uh, có tên là content uh, khối bên tay phải tôi quy định nó có tên là xe 3 2 hai phần nào à, uh, trong cái phần content rồi phần content content này tôi chia thành 2 phần chính phần trên là wrapper page là một cái nội dung một cái trang này nội dung của trang thì có tài thu trang và cái phần phần chi tiết của nó phần phía dưới là phần uh, lead more, đúng không phía dưới là cái phần lít Đây, đại đây thì uh, tôi uh, có một uh, cái border phía trên này đây có padding 20 phía tôi sẽ view cho các bạn xem cho rõ đây các bạn thấy có một padding nhé Uh, padding top 20 à, uh, à, uh, top là 20 pixel và ở giữa này có một cái uh, border là 1 pixel solid uh, cái màu là F5, F5, F5 rồi uh, để uh, làm cái cái tất cả những bài viết này nó lên từng dòng có ba sản phẩm này nó rất đơn giản thôi thì các bạn chỉ cần sử dụng cái float à, uh, các bạn uh, cần sử dụng float và uh, sử dụng cái margin uh, right, uh, margin bottom. Uh, thì ở đây uh, tôi đang sử dụng là từng cái bài viết này thì có trúc có cấu trúc là ULLI này chưa? Có margin left, uh, margin right là 5%, uh, margin bottom là 20 uh, 20 pixel. Uh, và uh, để cho các phần tử này nằm cùng, cùng nằm trên một hàng thì tôi đang sử dụng cái float left nó cùng một hàng và các bạn để ở cái lợi ích cuối cùng này thì tôi đã bỏ cái phần border đi border ra đi thì để bỏ cái này cũng rất đơn giản thôi chúng ta sử dụng cái selector nth-child 3n để bỏ đi thôi rồi ok thì cái phần tạo tin tức như thế thì cũng không quá khó khăn các bạn nhìn phía bên tay à, nhìn phía à, nhìn phía bên tay phải này thì tôi có là rất là nhiều khối đúng không? À, với mỗi khối này thì à, tôi sử dụng cái cấu trúc là quizzet như thế nào sử dụng cấu trúc Get với mỗi Get này thì có cái padding như thế nào à, chúng ta có một cái padding là padding xung quanh là 15 lăm peso để mặc kín bút tầm là hai à, peso để tạo khoảng cách giữa à, từng widget này À, thì tất cả những widget ở đây thì tôi cũng à, tưởng tượng cho các bạn thôi. Thế nào? nên chúng ta xem cái phần à, footer này. À, phần footer thì có đi footer chung. Đấy, ở đây chúng tôi tôi đã sử dụng cái padding ở phía trên giữa là một pixel và cái border top là một pixel. Đây, một đường lái này còn sẽ border top Uh, đấy là uh, tất cả những cái gì mà liên quan đến cái sai của mình tôi đã uh, những cái gì mà, mà các bạn học được ấy thì tôi đã vừa giới thiệu qua rồi uh, thì đây là chỉ là cái file xe đẹp uh, mà tôi đã tạo ra để làm nên được giao diện như thế thế nào thì đây tôi cũng không đi vào giải thích từng cái uh, chi tiết của từng thuộc tính này nữa vì uh, những cái này thì mặc nhiên là các bạn đã phải nắm rồi trước khi xem cái video này Thế nào còn ai chưa làm được thì có thể là uh, tôi sẽ gửi cái file um, cái file, file file chi tiết này, cái file cột của uh, cái uh, tốt này cho các bạn. Các bạn có thể là uh, vào xem lại và có thể là xem lại video để học lại. như nào. Uh, vì cái tài lượng ở uh, uh, ở cái cái phần này cũng khá nhiều nên uh, tôi sẽ chia uh, cái uh, nội dung ra thành hai video. Đây và À, chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo à, đi sâu chuyên sâu vào cái phần responsive